Em sẽ quay cho cả nhà xem là em mua chú chiên của em dâu ha. Bữa nay em dâu bán chú chiên và những cái món chiên đó cả nhà. Đó, bây giờ em dâu lăn bột lại, chiên sơ rồi lăn bột lại ha cả nhà. Nó hết chân, thấy chuối thôi mà không thấy chuối chín quá không? Đúng rồi, chú mùi đó hao bột dữ lắm, nhúng ba lần có bột. Nhưng mà trở ngược lại cho phải ăn chú chín, nó mùi nó ngọt. Nhưng mà nó mau mềm, nhưng mà nhúng ba lần bột thì nó giòn lại ha, rau một xíu mà nó ngon. Bữa nay em mua chú chiên của em dâu hết cả nhà. Em mua một dĩa chú chiên với em ăn bún riêu cả nhà ơi. Bữa nay bún riêu vỏ heo ha. Em sẽ đợi em dâu chiên xong chú chiên và em quay cho cả nhà xem á. Rồi mình vô mình làm bún ăn cả nhà. Chiên được 3 lần bột mà nó ngon gì nè. Cái chuối nó nguyên. Còn không chiên 3 lần bột nó lú chuối lên là như mấy ngày nó lú rồi. Ồ. Thấy thèm quá ha cả nhà ha. Nếu trưa này mà có chú chiên này với ăn tô bún riêu là ngon lắm. Cái nào mà bể á là em dâu nhúng lại với cả nhà. Ở quê ha cả nhà. Sao mà mình nhúng chiên chuối xong mà mình hết nửa thao rồi đó ngoại. Ở quê nha cả nhà thì mình làm đó thì mình phải ngồi với gạch hay cả nhà chứ không có ngồi ở trên xe ha. Ở quê mà. Đó là cuộc sống ở quê. Ngon quá cả nhà ơi. Ăn chú chiên rồi cái thêm tô bún riêu giò heo nữa chứ. Quá sướng. Phải mình có trứng mực á, bữa nào mình làm mà bún riêu trứng mực á. Thật ngon đó. Trời ơi, chú nấu đâu quá ngon nha. Chiên vừa ra lò vậy là nó giòn lắm đó cả nhà. Chẳng ghê. Rồi bây giờ là đủ 10.000 rồi đó cả nhà. Giờ mình mua chuối xong mình vô mình ăn bún riêu với chuối chiên thôi cả nhà. Chuối đã có rồi, chuối đã có rồi. Nhiều thấy ngon quá. Quá ngon. Ăn ngoại. Không. Ngon lắm, mềm lắm. Mềm ngoại lắm. Hả? Quá trời ngon rồi ngoại. Okay. Hấp dẫn ghê luôn. 36 miếng 10.000. 6 miếng 10.000 cả nhà ơi. Rồi bây giờ mình vô mình ăn thôi cả nhà ơi. Quá ngon rồi cả nhà ơi. Coi nè cái dĩa nè. Ngon quá cả nhà. Đây cái dĩa chuối đây. Quá trời ngon rồi cả nhà ơi. Còn đây là tô bún riêu của em thành phần đây cả nhà. Bún nè, rồi rau muống và giá và cộng quế mình lặt sẵn ha cả nhà. Ồ. Còn đây là để gia vị đây. Đó, cả nhà dầm tới chén ớt, nước mắm ớt là thấy ngon này. Đây là tỏi phi và hành với ngò. Còn ở đây là cục mắm guốc. Ồ, em không có ăn chanh thế cái nhà, bữa nay em không có ăn chanh. Ồ. Còn đây là cái nồi bún của em đây. Đó, cái nhà giờ em thấy hấp dẫn ghê chưa. Cái nồi bún riêu á thì em đã quay mấy lần rồi nên em không có quay làm nữa hết cả nhà. Rồi bây giờ em bắt bún vô. Đó. Tô bún này là ăn chắc no hả, tới ngày mai luôn á. Nó to á.
mình trụng cho nó nóng một cái hay cái nhà, nóng một cái đi rồi cái mình hả đổ nước vô lần sau cho nó nóng ngon hay cái nhà. Cái bát, cái cục giò heo cả nhà giờ mấy nè, có phải rồi nữa. Rồi đây cục quý, hai miếng cà, rồi vài cục xương, vài miếng da heo. Tôi uống hấp dẫn quá cả nhà ơi. Gà chả. Hấp dẫn ghê luôn á cả nhà. Tháng miếng để bên cho thấy ngon hả cái nhà cũng bóng rút. Còn miếng mình ăn chưa vừa ăn thì bỏ ra kia nữa. Này là ớt. Dẫn ghê đi để mình ăn. Để bên đây vài cọng rau thơm. Rồi bây giờ tô bún ghim đã làm xong rồi. Bây giờ em mời cả nhà cùng em ăn bún ghim giò heo và dĩa chú chiên của em dâu. Bán ngon quá trời cả nhà ơi, giòn rụng luôn á cả nhà. Còn đây là dĩa gao, còn đây là những chén mình nếu mà mình ăn không vừa ăn thì mình thêm đồ ăn vô hết cả nhà. Đây là mắm ruốc, rồi đây là nước mắm có ớt, đây là tỏi với ngò với hành. Giờ mời cả nhà cùng em ăn và chúc cả nhà một ngày thật vui vẻ, ăn cơm ngon miệng bên gia đình hết cả nhà. Giờ mình ăn thôi cả nhà ơi. Thấy tô bún này chảy nước miếng, chảy nước miếng cả nhà ơi. Cái cục giò heo này. Tô bún giò heo ngon. Ngon quá, ngon quá. Em thử miếng nước này. Ngon, ngon quá, vừa ăn quá, nóng quá cả nhà. Rồi mình thấy ngủ rồi mời cái nhà nha. Nóng nóng quá luôn. Ăn thêm cục bóng rút nữa cả nhà. Uống nhiều rồi phải có bóng rút cả nhà ha. Bữa nãy em bỏ vô cục lại và bỏ thêm miếng nữa cho đậm. Tôi muốn quá đầy. Miếng da heo chẳng như nước mắm ớt. Ngon quá. Một miếng đậm. Mình thèm gì thì mình ăn đó hả cả nhà, mình sẽ quay cho cả nhà xem hấp. Tại vì mình quay cái này là cuộc sống ở quê, mình ăn cái gì á thì mình cứ quay lên chứ mình không có cái kiểu như dạng như là mình không có ép bản thân hết cả nhà.
có diện quay đó. Không biết bản thân cũng như mình ăn thích, mình thích ăn món bún riêu thì mình cứ làm bún riêu hoài. Mình thích ăn cơm thì mình cứ ăn cơm hoài. Vậy đấy. Chứ bây giờ tự nhiên mình thích bún riêu mà bữa nay mình thích bún riêu mà cái mình đi mua cháo lòng xong được không cả nhà. Còn ở đây đó là sườn, sườn non đó cả nhà. Không có chặt cục bự mà chặt cục nhỏ. Bột luôn. Nếu cả nhà thương yêu á, vì mình ăn cái món gì thì cả nhà cũng thương hơn cả nhà. Còn nếu mà người ta không thương rồi, cho dù mình ăn á, ăn sơn hào hải vị gì người ta không thích thì người ta cũng không có kêu xem cả nhà. Em nghĩ gì á? Cuộc sống quê mà có gì mình ăn cái đấy chứ không không có thể như là ở ngoài phố rồi được, ở ngoài chợ thì được, không có nhà. Còn miếng cà nó mình đục rồi. Món gì em thì nó to cả nhà. Nóng, nóng quá cái gì? Nóng nha, còn nóng quá cái gì? Còn nóng quá. Rồi em cầm cục này không nóng mà tránh cái nóng cái gì? Mời cả nhà nha. Ngon không? Hấp dẫn ghê luôn cả nhà. Điện thoại này ngộ cái nha, có đợt quay thì nó được nhỏ, có đợt thì nó quay nó tới vui à, ngộ quá. Rồi mà ăn cùng giò heo này không cũng no quá cái gì. Đúng không? Thật quá. Quá trời lỡ cái gì. Em không có lấy khăn giấy mà lấy cái khăn cửa tay hết đó nha. Khăn giấy. Quá no. Bữa nay mình tôi uống bài đó cho em nó quá bụng.
sao mà ăn ít vậy mà cũng mập hết cả nhà, lên ký á. Miếng cà rụt hết trơn ngon á. Nấu mấy cọng sườn non cái em phải chặt cụt nhỏ thế này, không có chặt cụt bự. Chặt cụt nó nhỏ. Hết trơn ngon. Đổ một hơi không có nhà. Có bữa thì bún lòng, bữa nay thì bún gà heo. Quá ngon cái này. Bữa nay em hút nước không nổi. Ngon quá. Bây giờ em còn chuối chiên nữa. Em mời cả nhà ăn chuối chiên với em nha. Chuối chiên này giòn lắm nè. Nó nhỏ nhưng mà nó giòn lắm đó cả nhà. Nghe cái độ giòn đó nha. Ngon. Ở trong cái chuối á thì nó chín lắm, ngọt. Nhưng chứ mình ăn cái này nhỏ như cái nhà, nó ngon. Nó ít miếng. Em nói thiệt á, em nói thiệt á là em thích ăn những cái món nhỏ nhỏ như cái nhà. Nó kéo lắm. Quá xinh xắc. Nó cứ chắc ở nhỏ. Mấy chú nó bóng đủ rồi cả nhà. Em ăn bún nào á, con không dám mất nước luôn cả nhà, để em bụng ăn chuối á. Tùy thề mất. Bán ngon. Cái chuối chậm chín rồi cả nhà. Chanh ơi. Chanh ơi. Nghe là cái làm này thì tôi chết rồi. Bán ngon. Nghe làm chậm cái đi. Bán ngon cả nhà. Cả nhà biết không? Cái này là Trang để em cắn nhưng mà bẻ ngay cho cả nhà xem mấy chiếc cái này nó nhắn xíu à. Mở chế mở như nào. Thôi chắc chắc. Có một tô uống. Và hai miếng chuối. Ngon quá. Giờ mời cả nhà uống nước cho em nha. Ơi, ngon quá. Con về lâu quá trời cả nhà. Nếu cả nhà thấy thương yêu kênh của Nhung Dẫu Vlog ở nhà, nhớ đăng ký kênh và like cho Nhung Dẫu Vlog một like nha cả nhà. Cả nhà nhớ xem video tiếp theo cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye cả nhà.